Chào mừng các bạn lại đến với bộ phim Cô Dâu 8 Tuổi với cả VF3. Bộ phim Cô Dâu 8 Tuổi với cả VF3. Thực ra thì mình làm đã khá nhiều cái nội dung về VF3 này rồi. Có những cái hạng mục là mình chạy thử, có những cái hạng mục là nâng cấp. Thì cái hạng mục nâng cấp ấy, thì mình đang gặp một vấn đề là các đồ về ấy, thì mình lại phải lựa chọn những cái đồ mà nó phải đẹp, nó phải vừa cái ý của mình, mà mọi thứ nó phải zin nét, hoặc là nó phải đạt một cái tiêu chí theo cái góc nhìn của mình thôi. Đây là góc nhìn cá nhân. Thế thì sau tiếp theo cái hạng mục sau khi nâng cấp cái mâm và lốp thì mình sẽ tiếp tục là đúng theo cái kế hoạch mình là ban đầu sẽ là dán PPF chiếc xe này và dán tem chiếc xe này cùng với logo của anh em bạn bè. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm việc cái việc đó ở TechWrap. TechWrap này thì ở cái khu vực Hà Đông ở Mộ Lao. Ngoài ra sẽ có một số cái hạng mục nâng cấp tiếp theo như là thanh nóc thể thao này, rồi còn cốp nóc, rồi là ghế điện thì mình cũng phải lựa chọn, bởi vì thông thường thì đồ mới ra mắt thì bao giờ mình cũng phải chờ cái nhịp, quan điểm của mình thôi, mình sẽ chờ cái nhịp sau để có những cái sự điều chỉnh tốt hơn. Ok, mình sẽ đến với hai cái hạng mục là PPF và dán đề cam. Anh thấy là bây giờ xu hướng là sẽ độ theo kiểu Hello Kitty rồi, đáng yêu cũng rất là đẹp. Tự anh cũng rất thích, nhưng mà bởi vì mình lại chọn theo mâm rồi. Mà sau đấy này mình lại lên cái giá nóc ở đây này, thêm cái cốp nóc ở đây nữa này. Đấy, thì đấy là lý do tại sao anh muốn thêm những cái yếu tố như là adventure các kiểu. Nhưng mà xe này hôm trước anh vừa mới nâng cái mâm và cái lốp lên là lốp 2205. Lốp của MyTech, chỗ ông em. Em cho cái con trâu vào đây hộ anh ấy. Con này chạy khỏe lắm đấy, nó khỏe như trâu ấy. Vâng. Thế thôi, nhìn chung là anh theo cái xu hướng đơn giản. Nóc thì là em thấy dán đen nữa. Ok chưa? Ừ. Dán nóc đen thì cũng được anh ạ, tại vì là nó làm cho cái nóc nó dài hơn, nhìn cái xe trông nó khỏe hơn. Khỏe hơn. Vâng. Cái nếu mà anh muốn theo kiểu là đơn giản và basic ấy, thì mình đi với cái mâm này ấy, thì là mình anh để bộ tem này thì nó cũng tương đối ok, tại vì là cái ngọn núi này nó vắt ra đằng sau. Vâng, nó tạo thêm cái chiều mà nó vuốt về đằng đuôi ấy. Nên là nhìn cái xe nó sẽ vuốt về đằng sau, nhìn nó sẽ khỏe hơn. Xe này đi mà khỏe như trâu, anh đi về Kiệt về không rồi mà. Anh nhìn Kiệt pin mấy lần rồi đấy. Thử test quãng đường. Nhưng mà có một cái không gian này nữa này, nó đang trống thì mình đang muốn là để những cái logo anh em bạn bè lên. City Wrap này của em này, bên em này, rồi là các cái logo Atom, rồi những cái logo mà anh em hay làm đồ với ô tô ấy. Dạ, thì vâng. Mình cho hiển thị lên đấy thì em thấy hợp lý không? Được anh, nhưng mà vậy thì em... Cái logo, em... các cái logo đấy, đấy, toàn logo của anh em mà. Vâng. Nếu mà anh em thì như anh vẫn nói thì anh em là cũng ngang với bằng nhau ấy. Thì anh, anh để một cái dãy để như dãy thế này, luôn. Vâng, để một dãy như thế này. Thì nếu mà xếp tầng thì nó lại hơi... đấy một chút thì anh có thể là anh để ngang dàn như này, anh để dàn nó ra thì nó chạy từ mũi xe cho đến cuối xe cũng được. Đây là còn các chỗ trống này, anh em mà có logo đẹp gửi đến tôi in dán nốt lên như này luôn cho đấy. Còn giờ rất nhiều anh thôi nhỉ, thế này chốt nhẹ nhàng này nhỉ. Rồi. Đầu tiên là bọn em sẽ scan toàn bộ cái xe, sau đó là bọn em sẽ trải phẳng ra và ra file. Rồi. Sau đó là cho lên máy cắt. Rồi. Vâng, thì máy cắt của bọn em sẽ có hai loại. Ừ. Một là cái máy cắt lướt trên bề mặt như là cái máy kia. Vâng, còn hai là cái máy này là cái máy sẽ cắt đứt cả miếng, tức là rời ra, miếng nào nó sẽ thành miếng đấy luôn. Đây là cái phần mềm phát triển của bọn em. Bọn em phát triển thì là ở trong này nó có rất là nhiều xe và nhiều hãng. Ừ. Vâng. Thì đây thì nó có tất cả các cái dòng luôn. Tức là từ xe sang cho đến xe phổ thông luôn. Xe phổ thông đến xe sang này, đến xe chơi này, đến xe siêu sang, đến siêu xe. Vâng. Thì cái này thì là máy nó sẽ xếp tự động thì nó sẽ tiết kiệm cái giấy. Rồi. Vâng. Hiểu. Tức là nó sẽ tự động nó tính toán, nó cắt để tối ưu để đỡ lãng phí cái phôi. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Mình chỉ việc setup sau đó là chờ 30 giây để máy nó tự xếp file. Rồi. Vâng. Cái hạng mục PPF này là cũng chia sẻ với mọi người là hạng mục yêu xe, bảo vệ xe và làm đẹp xe thì hãy làm. Đây, từ một file, từ nếu mà mình để nguyên, mình trải một cái khổ giấy ra mình cắt đi ạ, thì là nó sẽ tiêu tốn từ này này. Nó sẽ tốn là khoảng tầm 3 mét mốt.
3m1 giấy á. Rồi. Đấy là nếu mà mình dán cả phủ giấy. Rồi. Còn đây mà khi mà xếp gọn vào bằng máy thì nó chỉ hết có 1m8 thôi. Tức là nó sẽ tiết kiệm là 1m2 keo và nó sẽ giảm cái chi phí cho khách hàng đi rất là nhiều. Rồi. Đây là một bên hoàn chỉnh của một xe. Nếu mà mình trải từ đầu xe cho đến cuối xe để mình dán một mảnh thì nó khoảng 3m1. Nó sẽ khoảng 3m1, 3m2 và khi mà mình cho xếp vào máy ấy, thì là nó chỉ còn có 1m8 thôi. Đây là mét dài. Vâng, đây là mét dài. Mét dài đấy. Đây là mét dài ạ. Ok, hiểu. Đã hiểu. Đây là lý do tại sao phải áp dụng công nghệ vào đấy. Dạ vâng. Nó tối ưu từng phần. Khi mà cái máy này cắt ấy thì là cái ở dưới này nó sẽ có một cái hút, thì nó sẽ hút cái giấy này xuống cho thật chắc và sau đó nó sẽ cắt ra. Rồi. Vâng, để nó không bị xô lệch, tức là nó sẽ hút chặt cái này xuống này. Dạ vâng ạ. Cái này là lưỡi cắt này. Đúng rồi, cái này là lưỡi cắt này ạ. Nó sẽ có hai kiểu, một là cắt bằng tia laser và hai là cắt bằng lưỡi. Nếu mà bọn em cắt cái này, nếu mà cái pipet này mà cắt laser ấy thì là nó sẽ bị cháy và sun mép và ám vàng ở cái pipet. Do nhiệt đúng không? Do nhiệt. Thì là mỗi một cái vật liệu thì nó sẽ cắt một cái khác nhau. Vâng. Hạng mục làm đẹp này thì không có bắt buộc ai yêu xe thì hãy làm thôi. Thích xe, yêu cái đẹp cũng chẳng quan trọng là xe đắt hay là xe rẻ, hay là siêu xe, hay là xe bình dân, hay là xe quốc dân. Này em thấy cái nước sơn của chiếc xe này như thế nào? Thực sự thì là cái ưu điểm của cái xe này là màu sắc rất là đa dạng. Chiếc VF3, còn về cái nước sơn thì với một cái chiếc xe giá rẻ này thì mình cũng không thể kỳ vọng quá nhiều vào nó được. Thì như em quan sát thì là cái nước sơn của chiếc VF3 này thì nó đang hơi vân cam nhiều. Thế mà anh hỏi thật nhé, bọn em làm nghề ấy, dạ vâng, thì ví dụ như cái PPF này, cái tác dụng lớn nhất, ba cái tác dụng lớn nhất của nó là gì? Ba cái tác dụng lớn nhất, cái tác dụng đầu tiên là tránh được những cái vết xước xoáy, xước răm, tránh được va quệt nhẹ. Cái ưu điểm thứ hai là nó có thể che phủ được vết xước, có nghĩa là xe đã bị xước rồi mình dán lên thì nó có thể che phủ được những cái vết xước nhỏ. Đó. Còn cái ưu điểm thứ ba nữa là gì? Là nó có độ bóng. Độ bóng và nó làm giảm cái vân cam này đi. Đấy rồi. Là cái ưu điểm của cái PPF này. Rồi, ba tác dụng lớn nhất như vậy. Tức là ở đây mình nói là vết xước thôi nhá, chứ còn không phải là phải nói quệt to tát như là cái quệt to hay là đâm va các kiểu thì cái đấy thì không thể nào mà đấy, có áo giáp. Ok, thôi nói chung là nó đầu tiên làm những cái thứ này nó phải đẹp cái đã. Dạ vâng. Nó cứ phải đẹp. Thì đầu tiên là mình sẽ phải vệ sinh. PPF thì quan trọng nhất là các mép mí thôi. Cái mép mí này thì khi mà mình vệ sinh sạch thì PPF nó sẽ bám và nó sẽ không bị bong nhiều. Ngày xưa anh nhớ là cái PPF đắt lắm ấy. Thì trong khoảng 3 năm trở lại đây thì PPF trở nên phổ cập hơn. Phổ cập hơn. Thứ nhất là về giá thành. Cũng như là về xu hướng mới là xu hướng của PPF thay dần những cái kiểu như là ceramic mà. Mỗi cái nó đều có những cái ưu điểm riêng, những cái điểm bất lợi riêng, nhưng mà về cơ bản thì nó thuộc cái hạng mục là làm đẹp. Đây anh em ơi, đây là tất cả các cái logo mà của các anh em này để dán lên các cái thành xe mà theo cái layout thiết kế là mình định tính đấy. Sau tức là sau khi mình dán PPF xong thì sẽ dán tem. Và dán tem vào logo của các anh em làm nghề. Ví dụ như ông Trung bên đây Tầm này, ông có cả lốp Matrix thì sẽ có con trâu trên xe này, ông Thắng Ngai Ca này, rồi là City Wrap thì đây là nơi mà thi công toàn bộ cái PPF này, rồi ông Công CNT là nâng cấp toàn bộ xe này. Đấy, ngoài ra còn một số cái thương hiệu nữa thì sẽ dán lên xe. Mà nếu mà các bạn có những cái thương hiệu sản phẩm nào uy tín thì gửi mình có thể dán lên, thứ nhất là cũng ủng hộ, thứ hai là hy vọng là những cái sản phẩm tốt sẽ được lan tỏa cho anh em cộng đồng. Nhưng mà mình phải nói là cái sản phẩm tốt này nó phải tốt từ cái nội tại, cái thứ hai là về cái dịch vụ sau này nữa. Đấy, cái mặt ca lăng này mới là cái phần khó này đối với một cái hạng mục mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Là cái mặt ca lăng này là mặt ca lăng bóng đen piano, dễ xước nhất. Đúng rồi. Nếu như muốn làm đẹp nhá, còn không muốn làm đẹp mà đi kiểu như để đi bình thường thì cứ đi bình thường thôi. Muốn làm đẹp thì đấy, thì cái phần này khó bởi vì nó quá nhiều chi tiết. Đúng rồi, chính xác này. Cái này tỉa tay thì tỉa mất mấy ngày. Cái này tỉa tay nói thật là về thẩm mỹ cũng không thể nào đảm bảo được mà mất thời gian, có lẽ mất. Cái này để anh quay lại để chia cho mọi người biết. Đấy, dạ, để vâng, xem cái sự tác dụng giữa cái việc là áp dụng cái công nghệ vào cái việc mà dán PPF nó so với các việc tỉa tay.
Còn nghệ nhân tỉa tay thì mình không cấm. Đúng vâng đúng rồi. Tỉa tay cũng cấm. Thế nhưng mà nếu mà để tỉa tay cái mặt ca lăng này sẽ mất phải đến vài giờ đồng hồ. Với cả cái chi phí nó sẽ đẩy lên khi đấy chi phí nhân công. Đấy. Thì bây giờ thì sẽ cái ưu điểm của cái file cut này là nó sẽ tiết kiệm thời gian. Đó, mọi người có thể thấy là tất cả các chi tiết ở đây bọn em đều đã cắt sẵn rồi. Ừ. Đây. Chữ V đây. Chữ V, logo biểu tượng của VinFast. Ừ. Đó, hoàn toàn. Dao cắt. Cái dao cắt cắt sắc phết đấy nhỉ. Vâng, cái máy CNC. Đấy, sau đấy mình quay kỹ cái phần mà dán cái mặt ca lăng này để cho mọi người có thể thấy được là những cái phần tiểu tiết này nó rất mất thời gian. Những cái bề mặt này thì nhanh. Sau đấy là sẽ phải lên tem, lên logo. Rồi là lên thanh giá nóc, rồi nóc. Rồi chờ cản. Cũng còn nhiều phết. Vấn đề là tốc độ nó phụ thuộc vào, một là hàng chính hãng, hai là hàng của Pháp Sư Trung Hoa. Những cái hạng mục làm đẹp này thì đây, có anh em ở đây làm được thì nó sẽ thuận tiện hơn và sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Chiếc VF3 này của anh Hùng là một sản phẩm đáng chờ đấy, là thị trường miền Bắc ấy, mọi người. Không, anh làm thì đơn giản thôi. Anh làm mọi thứ nó tem tiếc, mọi thứ đơn giản. Tem thì mình chơi một thời gian không thích thì mình lại thích chuyển sang Hello Kitty, thì là anh hết Baby Sugar gì đấy thì là thành chuyển thành ngay đúng không? Để dễ thương một chút đúng không anh? Ờ, để dễ thương một chút, lâu lâu lại đổi một chút, giống như mình mặc quần áo thôi. Wow.